Hello, xin chào mừng các em đã quay trở lại với kênh Edu Tips. Tiếp tục môn hóa học lớp 8, chúng ta đi tìm hiểu bài 4. Đó là bài nguyên tử. Về mục tiêu cái bài này á thì các em nắm cho thầy, nguyên tử là cái hạt vô cùng nhỏ và trung hòa bị điện. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm. Ha. Electron này luôn luôn chuyển động, được chưa? Và tổng điện tích dương của hạt nhân thì bằng tổng điện tích âm của các electron. Bây giờ chúng ta đi tìm hiểu nguyên tử là cái gì ha. Rồi hạt nhân là cái gì ha, điện tích dương nè, điện tích âm là gì, rồi electron là cái gì, được chưa? Thì cái khái niệm về các electron thì các em đã học ở vật lý lớp 7 rồi, lớp 7 người ta cũng đã có đề cập đến một chút xíu rồi. Thì nay lên lớp 8 chúng ta đi nghiên cứu về cái bài nguyên tử của môn hóa học và chúng ta sẽ tìm hiểu thêm. Bây giờ các em thấy nè, thầy có một cái lá vàng mỏng, cái này có phải vật thể không? Vật thể của chúng ta chứ gì nữa. Rồi, từ cái lá vàng mỏng này chúng ta cắt nhỏ ra, chia nhỏ ra đến rất là nhỏ. Chia nhỏ đến rất nhiều, rất là cực kỳ nhỏ luôn mà đến ở mắt chúng ta không nhìn thấy được nữa, được không? Ha, không nhìn thấy được nữa. Thì lúc này á, cái thằng mà nhỏ nhất này nè, người ta gọi nó là cái gì? Là cái nguyên tử, được chưa? Là nguyên tử, được chưa? Như vậy thì các em thấy nè, vật thể là một cái lá vàng mỏng thì được tạo từ chất, đúng không? Mà chất chúng ta chia càng lúc càng nhỏ nhỏ ra đến nỗi đến một lúc mà mắt chúng ta không còn nhìn thấy được nữa. Muốn nhìn thấy thì chỉ chúng ta có thể nhìn thấy trên kính hiển vi thôi. Thì lúc đó là cái hạt nhỏ nhất đó đó mà người ta không thể chia nhỏ được nữa, đúng không? Ha, người ta không thể chia nhỏ được nữa thì lúc này á, hạt đó người ta gọi là nguyên tử, được không? Vậy thì các cái chất á, các cái chất á tạo nên vật thể thì được tạo nên từ những gì? Từ những cái nguyên tử ha. Vậy chúng ta đi tìm hiểu nguyên tử là cái gì. Đây là một mô hình đơn giản của nguyên tử ha. Mô hình đơn giản là các em nhớ nè, đây chỉ là mô hình thôi nha các em, mô hình thôi, mô hình thôi ha. Nguyên tử thì nó có hai hạt nhân nè và electron, chưa? Dấu cộng dấu trừ thì các em biết rồi, dấu cộng dấu trừ thì chúng ta để ý ha, dấu cộng dấu trừ là dương âm á đó. Các electron thì nó chuyển động nè, này là mô hình thôi. Đây, mô hình cấu tạo của nguyên tử oxy nè các em đó, oxy, được chưa? Đây, tham khảo thêm này, nắm thêm ha. Rồi, bây giờ chúng ta tìm hiểu nguyên tử là cái gì? Nguyên tử là cái hạt mà nó gọi là vô cùng nhỏ. Vô cùng nhỏ nha, đã nhỏ rồi mà còn vô cùng nữa. Trung hòa về điện và tạo ra mọi chất. Nguyên tử thì gồm cái gì? Hạt nhân nè. Ha, hạt nhân thì mang điện tích dương nè, vỏ tạo bởi một hay nhiều electron, các em thấy hay nhiều trong là mang điện tích âm, thì ký hiệu là chữ dấu gạch nè. Thì electron á là ký hiệu là e ha, ta ký hiệu là e và có điện tích âm là nhỏ nhất, được chưa? Đó, ta nắm về khái niệm nguyên tử ha. Rồi. Các em hãy quan sát nè. Rồi. Nguyên tử người ta ví như là một cái quả cầu nhỏ các em, như một quả cầu nhỏ mà nó có đường kính là bao nhiêu? 1 chia cho 10 mũ 8 cm. Em thấy cực kỳ nhỏ không? Cái kích thước nó rất là nhỏ. Nó gọi là vô cùng nhỏ mà. Được chưa? Rồi. Vậy thì ta đi tìm hiểu thêm ha. À, 4 triệu nguyên tử người ta tính á, 4 triệu nguyên tử mà sắp xếp thành một cái hàng dọc á liền nhau. Lúc này nó có chiều dài bao nhiêu? Chỉ là 1 mm thôi, 1 cái mm thôi. Vậy các em thấy một cái mm mà nó có vô khoảng bao nhiêu nguyên tử? 4 triệu nguyên tử, được chưa? Vì một cái vật thể to thì nó có thôi biết bao nhiêu là cái nguyên tử, được không? Vậy em có nhận xét về kích thước nguyên tử thì chúng ta có thể nhận xét gì các em? Đó là sao? Nguyên tử là hạt sao? Vô cùng nhỏ, vô cùng, được chưa? Nguyên tử là một cái hạt vô cùng nhỏ mà mắt thường chúng ta không thấy được. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy bên trên kính hiển vi thôi. À, người ta nói làm sao biết vô cùng nhỏ thì ta đưa kích thước này ra này các, đưa kích thước này ra. À, 1 chia cho 10 mũ 8 cm. Hãy có sơ đồ nguyên tử hay là helium. À, chỉ đây ra đâu là nhân, đâu là vỏ nguyên tử thì các em thấy nè. Ở trong phần mang điện dương người ta gọi là hạt nhân. Còn cái lớp ngoài gọi là vỏ nguyên tử. Được chưa? Cái lớp ngoài gọi là vỏ nguyên tử. Rồi, ta đi tìm hiểu hay là mã là hạt nhân nguyên tử.
Hạt nhân nguyên tử gồm những loại hạt nào, ký hiệu và điện tích? Thì chúng ta nắm nè, có cái hình ảnh mô phỏng. Thì các em thấy các cái hạt màu vàng mà để dấu cộng đó, người ta gọi nó là các hạt proton, ký hiệu là chữ B ha. Ký hiệu là chữ B, và hạt proton thì mang điện tích dương nha các em, mang điện tích dương để dấu cộng. Rồi, một cái loại hạt thứ hai á, mà các em thấy người ta không để điện tích gì hết á, người ta gọi nó là hạt neutron. Ký hiệu là chữ N, hạt không mang điện, được chưa? Rồi, hạt nhân nguyên tử á, tạo bởi cái gì? Hai loại hạt là proton và neutron. Ha, proton mang điện dương và neutron là không mang điện, được chưa? Rồi, đây là mô hình của ha, hydro oxy natri và kali, được chưa? Thì so sánh số B và số E trong mỗi nguyên tử thì các em thấy nè. Trong mỗi nguyên tử á, trong mỗi cái nguyên tử hydro oxy natri và kali thì số B là cái số proton đúng không, và số E là số electron. Số B thì mang điện tích dương, còn số electron thì mang điện tích âm. Thì chúng ta thấy như thế nào? Số B thì nó luôn luôn bằng số E, có nghĩa là số điện tích dương phải bằng số điện tích âm, thì lúc này nguyên tử nó mới trung hòa về điện được, được không? Nhắc lại ha, trong một nguyên tử thì số proton luôn bằng số electron, hay là số điện tích dương luôn luôn bằng số điện tích âm, do đó nguyên tử luôn trung hòa về điện. Rồi, nguyên tử gồm những loại hạt nào thì chúng ta nắm lại là nguyên tử gồm ba loại hạt là proton, neutron và electron. Ha, khối lượng nguyên tử được tính như thế nào? Mặc dù nguyên tử là một cái hạt rất là nhỏ nhưng mà nó vẫn có khối lượng các em, khối lượng. Và khối lượng nguyên tử thì người ta tính bằng cái gì? Ha, khối lượng nguyên tử được tính bằng khối lượng của hạt nhân, người ta coi khối lượng của hạt nhân á cũng chính là khối lượng nguyên tử luôn. Được chưa? Nhắc lại ha, để coi khối lượng hạt nhân cũng chính là khối lượng nguyên tử luôn. Rồi các em tập trung trả lời câu hỏi bài số 2 trang 15 sách giáo khoa. Câu A là nguyên tử tạo thành từ ba loại hạt nhỏ hơn nữa gọi là hạt dưới nguyên tử, đó là những hạt nào? Câu B, hãy nói tên, ký hiệu và điện tích của những loại những hạt mang điện. Câu C, những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt nào trong hạt nhân? Ha. Được chưa? Các em chú ý câu C này, những nguyên tử mà nó cùng loại nào nó giống nhau á thì có cùng số hạt nào trong hạt nhân? Được chưa? Rồi, ta trả lời câu A là nguyên tử tạo thành từ ba loại hạt nhỏ hơn nữa, đó là hạt proton, hạt neutron, hạt electron. Hạt proton á, ký hiệu là B, mang điện tích dương. Hạt electron ký hiệu là E, mang điện tích âm. Những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt gì mấy đứa? Có cùng số hạt proton ha, cùng số hạt proton. Những nguyên tử cùng loại nó sẽ có cùng số hạt proton là cùng số B á, chưa? Rồi, trong nguyên tử á, thì ở trong luôn luôn chuyển động rất nhanh ha, hạt rất nhanh quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng cái lớp, mỗi lớp có số electron nhất định. Em nắm thêm điều này ha. Thì qua lên cái phần chương trình học lớp 10 các em sẽ học rất kỹ về cái lớp electron này, nó liên quan đến cấu hình electron, hình của nhà hóa học Leskowski á. Đó chúng ta sẽ các em sẽ nắm rất kỹ và nó sẽ có rất nhiều bài tập nói về electron. Yeah. Đây là phần 3 la mã lớp electron, các em có thể ghi phần này vô ha. Hãy nhắc lại, trong nguyên tử electron luôn luôn chuyển động rất nhanh quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp, mỗi lớp có một số electron nhất định thôi. Rồi, tóm lại cái bài hôm nay thì các em cần nắm về cái gì? Nguyên tử thì gồm có cấu tạo gồm hạt nhân nguyên tử và vỏ electron, được chưa? Trong hạt nhân nguyên tử thì có hai loại hạt là hạt proton và hạt neutron. Hạt proton thì mang điện tích dương, hạt neutron thì không mang điện ha, không mang điện ha. Còn hạt electron á, thì ký hiệu là chữ E nhỏ và mang điện tích âm, và nguyên tử luôn luôn trung hòa về điện, được chưa? Rồi, cái phần củng cố ha, chúng ta nhắc lại ha, nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm. Hai, hạt nhân tạo bởi proton và neutron. Thứ ba là trong mỗi nguyên tử thì số proton luôn luôn bằng số electron, được chưa? Thứ tư là electron luôn luôn chuyển động quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp. Thì ở đó, cấp độ lớp 8 á, thì cái bài nguyên tử này các em nắm một cách cơ bản nhất những cái phần mà thầy gợi ý ở đây ha. Khi mà lên lớp 10 á, các em sẽ học rất kỹ về nguyên tử, rất kỹ về nguyên tử, nhất là học rất kỹ về cái lớp electron. Electron lớp 10 các em học rất kỹ. Và lên 12 á, các em học về vật lý á, chúng ta sẽ học rất kỹ về hạt nhân. Tại vì hạt nhân á, nó có hạt neutron, nó là một trong những thành phần liên quan đến người ta chế tạo bom nguyên tử ha.
chưa? Thì sau này các em sẽ nắm nắm học lên cấp trung học phổ thông đó, các em sẽ nắm rất kỹ hơn. Còn đối với lớp 8 thì chúng ta cơ bản tìm hiểu nguyên tử là như vậy, như thế này thôi, thầy không thể nói sâu hơn nữa ha, chúng ta chỉ nắm cơ bản như vậy, được chưa? Rồi ở nhà thì các em làm các bài tập trong sách giáo khoa ha, đọc bài, đọc thêm trang 16 sách giáo khoa, chúng ta đọc thêm nha, và xem trước bài nguyên tố hóa học là cái gì, được chưa? Rồi vẫn là mùa dịch thì hiện các em thực hiện tốt 5K của Bộ Y tế, được chưa? Cùng chúng ta đẩy lùi COVID-19 để chúng ta có thể quay lại trường lớp chúng ta học. Rồi bài học đã kết thúc ha. Hẹn gặp lại các em trong một cái bài học khác. Nếu như các em chưa hiểu được phần nào thì chúng ta có thể để lại comment ở phía dưới video ha. Và thầy sẽ giải thích cho chúng ta được hiểu rõ hơn. Rồi hẹn gặp lại các em ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.